Đúng rồi, mình đã làm mối tình đường trước. Buổi sáng cho đồng bé bên đường rất là đau ghê, và nếu mà đi buổi trưa chợ họ phía phút này nó vắng lắm, nó vắng ra là vì lúc đó là chợ bình đường cũng tan rồi. Đã. Chợ đồng bé bên đường này sẽ dẫn mình ra được chợ đồng bé bên đường. Bắt đầu chặt tay tại ngôi đi máy tâm nên để hàng hóa ở đây mà dạ, mà giống như là vùng quê đó, vùng quê rồi ở trên nó có cái gạch điện thì hay có cái loa, có cái loa thì ở ngoài phường thì giống như là sẽ tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy và cái tính cách người kia, nói chung là những cái loa nó cứ ra rõ ra rõ suốt ban ngày, cứ là lỡ rồi nhà là một bé gạch điện rồi cái loa là rồi sạch tiền luôn. Và cái là tới ở dưới phía kia là cũng cách đây cũng 200 mét á, mà đến ở đây gần mưa nữa. Cái la ra thì nó cứ la ra rã cả ngày. Đã sợ là ở bên đường thấy buổi sáng cái lượng xe rất là nhiều, gặp mấy người nhấp ngã này nó chạy gì luôn. Thầy có thì nói với có người quay mà tôi không sử dụng thức như đi bộ xe mà có la nữa. Chợ đầu ngõ mình đi, chợ đầu ngõ mình đi có chờ người bán đồ ăn luôn, tha hồ ăn muốn ăn gì cũng có mà giá rẻ hay giá mắc gì thì không thì không biết. Nói chung ra đây thì thấy mình nước tiểu đủ thế loại. Dạ rất là lớn, dạ bình thường.